nay trời rất là mát nha. À nè Nhung ơi, đây mà. Đã đến buffet xuyên bẩn 50k. Let's go. Hôm nay sao ăn gì? Ăn xin bẩn. Ăn xin bẩn. Em ơi, ăn sẽ ăn gì, sao ăn gì? Ăn xin bẩn. Xin chào mọi người, hôm nay mình được đi ăn xiên bẩn nè mọi người. Và mọi người có thể ăn tất cả món ở đây, trong khi đó có 50.000 thôi. Mọi người ăn hết cái quán này cũng được nha mọi người. Mọi người ơi, hôm nay bọn mình được Pepsi miễn phí nè. Đây là mất tiền rồi nha. Hôm nay đi ăn gì hả cháu? Hôm nay ăn gì? Cá nước. Mấy các bạn ăn nha. Đây các bạn ăn nha. Nào. Wow, mình sẽ ăn cái này. Cua giả. Nó có con đâu? Một cái con. Một cái nữa đâu? Cho mẹ một cái. Ừ. Ốc. Bây giờ bao nhiêu mai không? Ba gian này. Ngon không? Ăn đi. Các bạn ơi. Hello ba ạ. Mấy khi ngồi trong đời. Các bạn ơi, mình thấy là cái này nó giống trong cái Big Center, nó có cái đúc kia. Cái này giống y hệt luôn ấy. Bây giờ ta quảng cáo mấy khi á. Đăng ký kênh của nhà mình nha. Mọi người và
chúc mọi người một ngày vui vẻ.